không có thua dữ lắm với mấy chị. Đảm bảo với mấy chị là mứt của bên em chua chua, chua chua dẻo và rất là trong. Tại vì nó chua, nó dẻo, nó mới trong được. Cái thằng Thiên Đụng ơi, ngày nào cũng xây 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 mãn cầu với lại xây 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 mất tắt. Xây ngày nào cũng 2-3 giờ sáng chưa ngủ luôn. Xây rối loạn tiền đình luôn, nhập viện luôn á. Không kịp luôn. Là mất tắt xanh của bên em nè. Mới vừa ra cái mẻ này nó trời nó dễ mà nó xanh, nó ngon dữ lắm luôn. Cái mứt tắc xanh này là không phải ai cũng làm được đâu mấy chị ơi. Thứ nhất là bây giờ mình phải lựa tắc, mình phải lựa tắc, phải trái tắc bự mới được, trái to mới được, mới làm ra mứt nó mới đẹp được á. Chứ bây giờ mấy chị mua tắc ở ngoài chợ người ta bán nó nhỏ 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 nhỏ, không có làm ra được tắc như này đâu. Cái thứ hai nữa, rồi tiếp theo bắt đầu mình sên nữa, mình ướp rồi bắt đầu mình sên, mình chà cái vỏ tắc nữa. Trời ơi, công đoạn dữ lắm, lâu luôn chị ơi. Làm cái này không có nào cực bằng cái này, mà phải giữ được màu xanh như thế này, mà phải giòn sực sực mà không the nữa, không the, không phai, không hăng đó. Ăn mứt này rất là ngon luôn, cái mứt tắc này nè. Giao đảm bảo mấy chị là ai cũng khen cho em quấn từng trái nè. Cái này mà Tết nhà này mà đãi mứt tắc này là xịn dữ lắm luôn á. Xanh bên em nè, rất là ngon, không có đụng hàng luôn, trong veo. Đó mấy chị thấy không? Trong veo là sẽ không có đường, với lại nó sẽ dẻo, là nó sẽ không có đường, giống như người ta làm đường nhiều quá, nên cái miếng mứt tắc nó rất là cứng. Nó cứng khô veo vô gốc à. Tại vì nếu mà làm đường nhiều quá thì sẽ để được lâu, còn bên em mà làm bán 2-3 ngày là hết nha mấy chị, nên làm số lượng ít chứ không có nhiều đâu nha mấy chị. Chua chua nó không có ngọt, rất là ngon.